Hello các bạn. Hôm nay ngày thứ sáu rồi. Cũng theo thường lệ cũ, đi đâu cũng phải rửa cái tai. Giờ mới tháo cái khẩu trang ra. Hôm nay các bạn có khỏe không? Em thì cũng ok thôi. Wow. Mệt quá. Dạ, hôm nay chờ phải nói là nóng lắm, có nắng lên rồi. Em quên là có nhiều người dặn em đừng uống nước đá, nhưng mà uống cà phê đó mà không uống nước đá đó thì nó sẽ không có ngon. Với lại nước đá bên đây đó họ làm bằng cái máy rất là sạch, ngon quá. Thì cho nên bên đây không có giống như bên Việt Nam. Em nhớ cái ngày mà cái lần đầu tiên mà em về Việt Nam năm 2005 cùng với ba em á, thì lần đó đó là em về đó em uống nước trà đá, mà nước đá đó nó rất là dơ, uống xong là sẽ bị phải nói là tiêu chảy luôn. Có nhiều người em xuống tóc gì đó, có nhiều người nhắn tin tới nói em là nhắn tin nhìn đẹp trai, giống như hồi nãy em vô đây em mua cà phê đó thì cái chị ở chỗ cũng nói là wow, hôm nay xuống tóc nhìn phong độ đẹp trai quá trẻ ra nữa. Em cảm ơn chị rất nhiều. Thì hồi nãy em có hỏi chị đó là em có giống Pháp Tâm hay không, xong rồi chị mới nói có phải là con của Lộc không đó, hay là mà con rơ vậy. Em thật sự thì em với Pháp Tâm thì đâu có biết. Đó. Các bạn thấy không, em đeo cái mắt kiến vô thấy hợp không, thấy không? Thì nó là vậy đó. Thì sau khi mà cái clip mà em đeo mắt kiến nha, lâu lâu cho nó lạ một chút. Sau khi cái clip mà em xuống tóc, mà em thấy em xuống tóc đó, thì có nhiều người nhắn tới hỏi em là giống con của thầy ông nội, giống Pháp Tâm giống em. Rồi coi chứ các bạn có thực sự có thấy em thấy Pháp Tâm có giống em không vậy? Giống không? Chứ thực ra thì em cũng họ Lê, nhưng mà khác dòng giống. Thì ở bên bên Pháp Tâm, anh mấy thầy Pháp Tâm rồi đó là họ Lê hết. Thì em cũng họ Lê nhưng mà không có bà con, cho nên nhiều khi mình cái tâm á thì nó sanh cái tướng. Thì nếu như mà cái tâm mình tốt á thì cái mặt của mình sẽ sáng sủa, tốt đẹp thôi. Cho nên nhiều khi người ta tâm tốt với nhau cái mặt đều sáng, cho nên là nhìn giống nhau. Cho nên có nhiều người nghĩ là Pháp Tâm là con của em, nhưng thực sự không phải nha các bạn. Rồi có người nói em lại giống gì vậy? Giống con của thầy ông nội. Rồi nói chung là em rất là cảm kích, em rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm em nhiều lắm. Thì hôm nay là coi như là có ngày thứ sáu bên em, tức là bên các bạn là bên Việt Nam thứ bảy. Thì em mong rằng cuối tuần bên Việt Nam thì hết, sau một ngày cách được hết cách ly rồi, chắc các bạn cũng được đi ra đường thoải mái. Nhưng mà nhớ một cái nha, nhớ đeo khẩu trang. Hết cách ly thì hết cách ly, nhưng mà cái bệnh này nó vẫn chưa hết. Thì ra đường hay là bất cứ đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang, bao tay và thêm một cái nước rửa tay nữa, để có gì cho mình dùng cho nó tốt, cho sạch sẽ cho mình hơn. Thì mà nhìn kỹ chứ Pháp Tâm cũng giống em lắm, giống thiệt luôn á. Nhưng mà có nên nhận làm con nuôi hay không, nhưng mà em đâu có phước đó. Tuy rằng cái sức khỏe em thì tạm thời ổn,
Nhưng mà cái kết quả mà để mà xét nghiệm đó vẫn chưa có. Thì trong cái thơ nó có để là từ 2 cho tới 4 ngày, ngày tính theo cái ngày mà business day, tức là cái ngày thường đó, thì tính ra đó hôm nay mới có ngày thứ 3 thôi. Cho nên còn thêm 1 ngày nữa, nếu như bác sĩ không gọi đó thì sẽ mọi chuyện sẽ ok hết. Còn nếu như mà bác sĩ mà gọi đó thì thôi, em coi như đã dính, thì bác sĩ sẽ chỉ cách cho mình là làm sao để mà mình thoát khỏi cái mình, làm sao mình ngừa, làm sao mình đừng để lây cái COVID này qua những người khác. À, cho em cởi cái áo, cái nóng quá. Hôm nay trời bắt đầu nóng rồi. Bắt đầu vô mùa hè thì ở đây nó rất là nóng. Khi mà nóng như vậy đó thì cái COVID hy vọng sẽ tan đi. Nhưng mà em có nghe một cái tin như thế này, một cái tin từ trên CNN, thì mọi những người chuyên gia họ cho biết rằng là vào mùa đông năm nay, cuối năm nay đó, là vào mùa đông thì cái bệnh này sẽ tái lại, cái bệnh con COVID này nó sẽ quay lại và sẽ phải nói là thiệt hại rất là nhiều hơn nữa, là thiệt hại rất là nhiều hơn bây giờ nữa. Thì cũng đúng, tại vì vào mùa đông đó thì ở Mỹ rất là lạnh. Khi mà cái con này mà trời lạnh á thì nó dễ tấn công cái phổi mình lắm. Cho nên bây giờ vào mùa hè thì có thể là không còn nó, nhưng mà vào mùa đông thì có lẽ là nó sẽ xuất hiện tiếp. Thì hiện tại bây giờ đó, có những cái con thú đã bị nhiễm luôn cái con COVID rồi. Chẳng hạn như những cái sở thú ở bên New York, có hình như có tổng cộng là 8 con cọp đã bị nhiễm, và bao nhiêu con mèo đó em quên rồi. Thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên ở nhà ai mà ở bên Mỹ đó thì mình phải cẩn thận những cái con chim hay là những cái con gì mà nó bay tới nhà mình đó, thì mình phải cẩn thận. Như hai con mèo của hàng xóm hay chẳng hạn thì mình phải nên cẩn thận, vì những cái con đó nó có mang cái COVID trong người, có thể mang cái COVID trong người, cho nên mình phải cẩn thận nha các bạn. Và nếu như mà hết dịch rồi thì mọi chuyện đã an toàn dịu xuống, thì em nhất định sẽ về thăm các bạn. Thực sự ra quê nhà của mình mà nhớ lắm. Em nhớ những cảnh năm xưa chơi bắn bi thả diều, nhớ rất là nhiều luôn. Thì hy vọng sẽ có một dịp. Rồi em chuẩn bị ắc xì rồi đó. Rồi chùi tay luôn. Em bị dị ứng thời tiết. À còn cái bệnh có thể bị vướng là rối loạn tiền đình. Thì em không lên không xuống thì em hay bị chóng mặt. Em lại quên đi đi đo tăng xong nữa rồi. Tại y sức khỏe. Nhưng mà nếu như mà sức khỏe mà phải nói là không tốt đó, thì em hy vọng rằng đừng có chết sớm quá. Vì em còn rất là nhiều chuyện để em lo. Nhưng mà nói chung thì con người mình ai cũng phải có cái số. Chết sớm hay chết trễ cũng là chết thôi. Thì sống mà không chết thì đâu phải là con người. Cả thần thánh còn phải chết mà, nói chi là con người phạm thật như mình. Cho nên cái mà nguyện vọng của em đó là em mong con em được nên người, không cần phải giàu sang, không cần phải phú quý, chỉ cần nó có cái tâm đức của nó tốt, không hại ai, không gian dối ai, không lừa gạt ai, cứ sống bình dân, cứ sống cuộc sống bình thường, không cần phải là danh vọng, là như đó là em đã mãn nguyện rồi. Nếu như mình danh vọng, mình giàu có, nhưng mà mình nham hiểm, mình chiếm đoạt gia tài của người khác, mình có tiền, mình cho vay lãi cao để mình lấy lợi nhuận cho mình, thì những cái thứ công việc đó là những công việc rất là thất đức. Giống như là bên đường nhuệ vậy đó. Thì em có nghe sơ sơ qua thì những người bây giờ hiện tại, bây giờ họ cho vay lãi cao rất là nhiều. Họ biết những cái đó là những cái phạm luật luôn, nhưng mà họ vẫn làm. Thì em mong rằng con của em sau này đừng có dướng vào những cái thành phần giống như vậy, sẽ không tốt. Mình làm bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Mình có tiền thì mình đầu tư. Mình đầu tư, mình mở kinh doanh nhỏ, kinh doanh lớn cũng là tiền. Còn hơn là mình đi lừa gạt người khác, đi chiếm những đồng tiền máu mủ trên tay của người khác, thì những cái thứ đó thì nó không có tốt cho cái tâm đức của mình. Thì em hy vọng con của em sau này sẽ được có một cái tánh tốt, sẽ cho dù làm y tá
hoặc là làm những cái gì đó, công việc gì đó 2-3 ngàn đô một tháng cũng được. Nhưng mà dù sao cái tâm của mình tốt, cái tâm mình không lừa dối, không lừa gạt ai, thì cái đó là cái mãn nguyện của em để cho con em sau này. Chứ không cần thiết phải con mình phải làm bác sĩ, con mình phải làm luật sư, kỹ sư. Chứ nên làm những cái đó nhưng mà nó không có thích. Phải nên làm những gì mà mình yêu thích. Những cái mình phải chọn cái nghề mà mình yêu thích thì cái đó nó sẽ tốt hơn là mình tự chọn cho nó. Có nhiều em thấy có một cái tin tức lâu lắm rồi, mấy năm trước rồi, cha mẹ ép cái người này phải đi học bác sĩ và học dữ lắm và căng thẳng đầu óc đến nỗi mà phải tự tử. Thì cuối cùng ai là người mất mát? Mình thì mất mát, cha mẹ thì mất con. Những cái chuyện đó nó không có đáng, cho nên mình phải để nó tự nhiên, đừng có ép con mình quá, nó không tốt đâu. Thì ước nguyện của em là vậy, con em được nên người thôi, không cần phải giàu sang phú quý gì cả. Thì hy vọng trong tương lai sẽ có một ngày nào đó sẽ gặp các bạn cũng như là mấy bé để mà mình nói chuyện với nhau, giao lưu với nhau, thì cái đó là tốt biết mấy. Thì các bạn hãy nhìn kỹ nha. Đó. Thực sự em có giống không phải em hay là mấy bé có giống em hay không vậy, mà tại sao có nhiều người nói giống quá, giống lắm. Và em cảm ơn các bạn nha. Em khi mà để cái tóc như vậy đó cũng có nhiều người khen, nhiều người nói là sáng sủa rồi, phong độ trẻ trung. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm đã nhìn phúc hậu nữa. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm đã có những cái lời khen đó và cái lời yêu thương đó đến với em. Em rất chân thành cảm ơn. Và em mong rằng trong tương lai sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau. Thì có chị Trần Mỹ Lệ thì chuyên môn nhờ thầy coi giùm cho em sức khỏe cho em. Thì thầy cũng gọi lại cho chị biết là em sẽ bệnh nhưng mà không biết bệnh gì. Thì nhưng mà sức khỏe em sẽ phải nói là số em sẽ qua được cái ải này. Thì em cảm ơn chị đã quan tâm cho em nhiều lắm. Có nhiều khi có nhiều người nhắn tin nhưng mà em không trả lời kịp vì nhiều khi em đang lúc bận rộn, không có thời gian để nói chuyện, hoặc là tại em muốn mình tĩnh tâm để mình nói chuyện cho nó dễ hơn là đang làm công việc mà mình vừa làm việc mà vừa nói chuyện á, thì nó sẽ không có hay lắm. Khi nào mà em rảnh thì em sẽ bắt trả lời những cái tin nhắn hoặc là gọi điện thoại để mà nói chuyện với các bạn nhé. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và một lần nữa, nếu như các bạn mà yêu thương em thì hãy cho em một cái đăng ký nhé. Hôm nay không biết tại sao mà trong lòng em thấy buồn lắm, rất là buồn, không có tâm trạng gì cả. Thì hy vọng sẽ cái thời điểm này nó sẽ qua mau, thì mọi việc sẽ tốt lành hơn. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và một lần nữa, nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Để vài bữa nữa thì em sẽ kể chuyện ma cho vài cái clip kế nữa, em sẽ kể chuyện ma cho các bạn nghe. Thì những cái chuyện ma đó là chuyện ma có thật không à, các bạn thích nghe thì các bạn hãy bình luận cho em biết nhé. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.